Chào anh chị, rất vui gặp lại anh chị trong video lần này của công ty thảo dược số 1 Lam Dược Nguyễn Thi. Anh chị thân mến, trong video lần này thì tôi xin phép được chia sẻ và giải đáp đến anh chị một số câu hỏi của một số anh chị, nhất là các cái bệnh nhân viêm gan B có gửi câu hỏi về cho chúng tôi với cái nội dung đó là bị viêm gan B nên dùng cây thuốc cà gai leo hay là cây ăn xoa. Như anh chị đã biết, cây ăn xoa và cây cà gai leo đều là những cái vị thuốc rất tốt cho gan. Vậy thì bệnh nhân viêm gan B nên lựa chọn cây thuốc nào? Đó là những cái thắc mắc của các cái bệnh nhân viêm gan B. Vậy trong cái video này, tôi mời anh chị cùng tôi đi tìm hiểu và giải đáp chi tiết nội dung câu hỏi trên. Cà gai leo và cây ăn xoa là những cây thuốc rất tốt cho chức năng gan, được sử dụng để điều trị bệnh viêm gan B rất là tốt. Vậy thì bệnh nhân viêm gan B nên dùng cây thuốc cây cà gai leo hay cây ăn xoa? Như anh chị đã biết, cây cà gai leo vô cùng nổi tiếng với tác dụng điều trị bệnh viêm gan B, hạ men gan và tái tạo tế bào gan. Tác dụng điều trị viêm gan B của cây cà gai leo đã được công nhận bởi các cái nghiên cứu khoa học cấp nhà nước. Và hiện nay, cây cà gai leo là một trong những thành phần chính trong các loại dược phẩm hỗ trợ và điều trị bệnh viêm gan B có bán hầu hết trên thị trường. Và cây ăn xoa nổi tiếng bởi hiệu quả hỗ trợ và điều trị bệnh ung thư gan và bệnh xơ gan. Tuy cây ăn xoa vẫn có tác dụng tốt đối với bệnh nhân viêm gan B, nhưng y học cổ truyền không sử dụng vị thuốc này cho bệnh nhân viêm gan B bởi hiệu quả điều trị bệnh viêm gan B của nó không cao bằng cây cà gai leo. Cây ăn xoa chủ yếu được sử dụng trong các cái phương thuốc hỗ trợ về điều trị bệnh xơ gan và bệnh ung thư gan là chủ yếu. Vì vậy, đối với bệnh nhân viêm gan B hiện nay thì giải pháp tốt nhất là sử dụng bài thuốc từ cây cà gai leo kết hợp với cây sả đen, rễ cây mật nhân. Theo bài thuốc như sau: cây cà gai leo 30g, cây sả đen 30g, rễ mật nhân 10g. Tất cả các vị thuốc trên xác với 1,5 lít nước, đun cạn còn 1 lít nước, uống thay nước trong ngày. Bệnh nhân viêm gan B kiên trì sử dụng liệu pháp trên trong thời gian khoảng 6 đến 8 tháng thì bệnh viêm gan B sẽ chuyển về âm tính. Một số trường hợp bệnh nhân trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 tháng đầu sẽ có biểu hiện men gan tăng nhẹ. Tuy nhiên, bệnh nhân không nên quá lo lắng về điều này mà vẫn tiếp tục duy trì sử dụng từ 2 đến 3 tháng thì các cái chỉ số men gan và các cái tế bào viêm gan B trong máu sẽ giảm. Trong thời gian vừa qua thì đã có rất nhiều bệnh nhân viêm gan B điều trị bằng phương pháp này rất là hiệu quả. Các anh chị có quan tâm về các cái vị thuốc trên thì có thể liên hệ với công ty thảo dược số 1 chúng tôi qua số điện thoại 0982 957 282. Thì hiện tại công ty thảo dược số 1 Lam Dược Nguyễn Thi chúng tôi có cung cấp tất cả các loại thảo dược quý có nguồn gốc từ vùng núi Tây Bắc. Đặc biệt là có 3 vị thuốc trong bài thuốc trên, đó là cà gai leo, sả đen, rễ mật nhân. Và sau đây tôi xin tạm dừng cái video này tại đây. Chúc anh chị có một sức khỏe tốt. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.